Chào anh em nhé. Hôm nay thì cả một ô tô Đức Bình sẽ review cho anh em cái phớt đuôi trục cơ của con Toyota Camry nhé. Đây là thông tin cá nhân mình này. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta này. Đấy. Review cho anh em xem nhé. Mã của nó là 89 này, 10.5 này, 10 này. Anh em nhìn rõ nhé. Đấy, mặt sau của nó này, mã sản phẩm đây 89313 89001 nhé, cái này của Japan nhé. Đấy, anh em cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé, rồi chào anh em.